Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận một token GSTT bằng 50 đô. Con này đã có mặt trên Uniswap nhưng mà nó chưa có cho giao dịch nha các bạn. Hiện tại cũng chắc nó đã có mặt trên sàn rồi. Để giá khởi điểm của nó là một token khoảng 50 đô. Để tham gia giá các bạn click phần link mô tả, mình mở cái Telegram game, bấm nút start để chat chatbot nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp tra 5KS. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. 5KSMM. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào continue. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group, kênh seller nữa nè các bạn. Join vào một kênh nè. Rồi bạn bắt đập lợi join kênh seller tiếp theo nè. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Các bạn bắt đập lợi. Rồi follow thử join kênh seller kia nữa. Like và retweet tăng 3 người bạn để dọn kênh group cái nữa các bạn. Nguồn ngay group này. Rồi rồi các bạn like và retweet cho 3 người bạn nè. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Like và retweet 3 người bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu chờ nữa. Rồi các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi bài dự án thứ hai này các bạn like nè, các bạn test cho ba người bạn bài dự án thứ hai nữa các bạn. Con này có tổng cung nó 99.000 các bạn, như ta cũng hơi cao. Để hàng đây các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn, để mình còn để mình tìm ba người bạn mình các bạn. Rồi còn Goku. Các bạn chờ mình chút nữa các bạn. Mình tìm ba người bạn mình. Sao không thấy ta ba người bạn mình ta? À đây nè, 2. Rồi, các bạn tìm tiếp một người bạn nữa các bạn. Ba người bạn các bạn thường request thường xuyên các bạn để bị phá. Các bạn rồi bạn bấm nút test lại nữa các bạn. Rồi, các bạn chờ nó test chút xíu nha các bạn. Sau khi tôi quyết xong rồi bấm đáp lại nha các bạn. Phan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn cũng follow và like and retweet pinbot bài trang trader thứ hai của nó nha các bạn. Nó tới hai kênh trader đó ta. Rồi các bạn nhấp vào. Rồi các bạn cũng theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn chờ lời lót dự án chút xíu nha các bạn. Anh theo dõi sao kỳ. Rồi các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn like, các bạn tự quyết lại thôi nha các bạn. Rồi các bạn bấm nó test lại thôi. Rồi các bạn bấm đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn trở lên cái bot tiếp tục nè. Like and review bot. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nha các bạn. Rồi các bạn điền lại địa chỉ username Telegram của mình, các bạn vào setting copy cái địa chỉ username Telegram của mình nha các bạn. Rồi các bạn cũng vào trang trader của mình, vào trang cá nhân của mình lấy cái username trader của mình nha các bạn. MMO các bạn. Rồi. Rồi các bạn mở địa chỉ ETH với chút wallet Miser wallet nè, ra copy cái địa chỉ ví nha các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào sao chép địa chỉ ETH nha các bạn. Rồi các bạn lên MRG lên chơi bot nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân, mỗi lượt ghép nhận 0.002 token nha các bạn. Rồi vậy video bên đây kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.